Trong vụ tấn công hôm 4 tháng 11 năm 2023, tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine đã bắn trúng một tàu chiến Nga ở nhà máy đóng tàu Zalip khi nó đang neo đậu. Chiếc Asko thuộc dự án 22.800 lớp Karakut. Con tàu đã trải qua quá trình thử nghiệm từ tháng 10 năm 2022, tuy nhiên vẫn chưa được tiếp nhận vào thành phần tác chiến của hạm đội Biển Đen. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 3 tên lửa Storm Shadow do Ukraine phóng đi thì 2 quả bị đánh chặn, quả còn lại gây hư hỏng nhẹ cho con tàu. Nhưng thực tế quan sát qua video thì cả 3 tên lửa đều đánh trúng ụ tàu, trong đó một quả lao thẳng vào chiếc Asko, gây ra thiệt hại ở mức rất nặng nề. Tàu tên lửa dự án 22.800 lớp Karakut của Nga có chiều dài 65m, chiều rộng 10m, mớn nước 2m, lượng giãn nước đầy tải 800 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý, thời gian bám biển liên tục 15 ngày. Hệ thống điện tử của lớp tàu hộ vệ cỡ nhỏ này bao gồm 4 radar mảng pha quét chủ động gắn trên thượng tầng, được bố trí quay về 4 hướng, tạo góc bao phủ kín 360 độ và không có góc chết. Đây là thiết kế thường gặp trên các chiến hạm hiện đại. Chính giữa tàu là cụm bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSKM, mang 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54 caliber NK. Bên cạnh đó, tàu còn phóng được cả tên lửa hành trình đối đất 3M14T hoặc tên lửa chống ngầm 91AI. Phía trước cabin chỉ huy là pháo hạm AK-176MA, với các pháo được thiết kế theo dạng tàng hình hóa, đi kèm thiết bị ngắm bắn quang điện tử, tối tân hơn nhiều so với biến thể cũ. Hỏa lực phòng không của Karakut cũng rất đáng chú ý, khi nó đang lắp đặt mô đun tên lửa pháo Pantsir-M, có tầm bắn tối đa 20 km, phát huy tác dụng tốt nhất khi chống lại tên lửa hành trình chống hạm bay thấp. Theo Defense Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.